Dạ, yeah. à, câu 4 với câu 5 con định hỏi bác là cái uh, Thánh Tăng á, với lại phàm Vũ Tăng như mà bác đã trả lời rồi. Thành ra con xin hỏi câu thứ 6. À, thưa bác, tu theo đạo Phật và tu cúng để được gì thưa bác? Tu cúng hả? Dạ, yeah. tu cúng. Cúng. Cúng, cúng. Đúng hả? Tu cúng, cầu cúng. Đó. Cầu cúng, rồi rồi, cúng. Tu theo đạo Phật và tu cúng thì trở thành ông thầy cúng tôi đã đợi thầm thầy cúng rồi con hỏi thế đi